mình chia sẻ với chị em nhé. Một cái áo vest kẻ tông tương đối là trầm, nhưng cái màu tông này là những chị em nào thích những cái màu tương đối nó trầm nhưng nó sang thì là cái màu này khá là được nhiều chị em ưa chọn. Nó là tông kẻ kẻ be nhé, kẻ be kết hợp với đen caro, màu màu đen kết hợp với be. Khi mình lên dáng một hàng cúc này, dáng hơi dài một chút để mình mặc với quần sóc chân váy chữ A, hoặc là mặc với dáng quần suông cũng rất là đẹp, hoặc lên quần sóc. Quần sóc thì mình có thể mặc đen, có thể mặc cùng kẻ của nó. Lát nữa mình, đây là bây giờ mình đang mặc với chân váy chữ A để cho mọi người tham khảo. Đây là cách mình mặc phanh, nếu chị em nào thích mặc phanh thì mọi người cứ mặc như thế này. Mặc với kết hợp với áo dây cả một set màu đen bên trong. Dáng phía sau ạ. Khi khoác thì dáng áo rất là đáy nhá. Cúc thì mình sẽ đính cúc đồng cùng với cái tông màu màu be, be vàng trên áo. Kẻ rất đối xứng ạ. Tay áo mình xẻ và đính ba cúc nhỏ nhìn rất là khỏe khoắn và cá tính. Đối với kẻ thì nó sẽ mang cái gì đấy nó khỏe khoắn, nó trẻ trung, nó cá tính. Cho nên chị em mình thường là mình kết hợp với cúc đồng. Đây là một cách mặc. Cách thứ hai chị em mình có thể cài, hoặc là mình đi, ví dụ mình đi đến nơi công sở tiệc tùng, mình kết hợp với quần đấy, quần suông, quần ống vẩy. Chị em mình có thể cài cúc vào đi cho tiện lợi chẳng hạn thế. Và mình có thể kết hợp thêm cho mình một cái dây beo, dây beo màu vàng, dây beo chun nhá. Chun rất là tiện lợi và có cúc bấm, cho nên chị em mình sử dụng nó khá là tiện đấy. Mặt màu vàng, dây beo chun, vẩy cá nhá. Mềm mại, rất là dễ chịu. Đây là cách mặc thứ hai ạ. Đấy. Nếu chị em mình đi tiệc tùng thì mọi người có thể kết hợp thêm túi, thì túi màu gì quá, hai màu, một là màu vàng, màu hai là màu be, ba là màu đen là ok. Thì mình đang kết hợp với túi màu vàng ạ. Cái áo dây lụa đen bên trong cổ V rất là dễ mặc, cổ sẽ khoe cái phần cổ rất là dài thon của chị em mình lên. Có rất là nhiều họa tiết kẻ khác nhau. Nếu như chị em mình thích những cái tông kẻ khác, những cái tông tươi tắn sáng, trẻ trung hơn, thì chị em mình vẫn có thể liên hệ, bởi vì mình đã có bảng màu kẻ rồi. Mình sẽ gửi cho chị em để chị em mình lựa chọn. Đây là cái cách mặc mình kết hợp với cả một set màu đen. Bây giờ mình sẽ kết hợp với quần sóc nhé. Quần sóc kẻ và một cái áo màu khác để đi theo chị em mình sẽ cảm nhận và comment xem là hai cái phong cách này thì chị em mình sẽ hợp và lựa chọn phong cách nào. Rất là đẹp và sang nhé. Đây là cách mặc thứ hai, cách set là cả một cái kẻ mình kết hợp với quần sóc kẻ và cả một set kẻ kết hợp với một cái áo màu nút gần tương đồng với cái tông kẻ nền be của cái set kẻ này. Áo dây cổ đổ bên trong kết hợp với quần sóc kẻ và áo vest một cúc dáng dài. Cái dáng quần sóc chữ A sẽ giúp cho mình cảm giác là cái phần hông nó sẽ đẩy hơn khi mình cài, và cảm giác hông rất là đẩy và eo rất là thắt ạ. Khi mình cài cũng vậy và mình phanh cũng vậy. Vì là mình kết hợp với áo dây màu nút và mình sẽ kết hợp thêm một đôi giày màu nút nữa. Nhìn cảm giác chân mình sẽ dài hơn rất là nhiều nha. Nhìn rất là tương đồng giữa màu áo màu cúc này và đôi giày cùng với đồng màu với da của mình nhé. Kẻ là chất liệu thô có giãn rất là đàn hồi, rất là tốt. Cho nên chị em mình mặc dáng eo rất là dễ chịu khi cử động. Tay ôm sát nhưng mà cử động cực kỳ thoải mái và dễ chịu nhé. Dáng cái này mình lên cho khách cho nên là cái eo cũng khá là rộng so với mình, nhưng khi mình mặc áo mọi người nhìn ạ, khi khoác eo rất là đáy nhá. Quần cũng khá là lỏng và quần mình cũng khâu cúc đồng đồng bộ với áo, cho nên là mọi thứ nó sẽ đồng điệu với nhau nhá. Đây là cách mà mình phanh rất là thoải mái ạ. Quần sóc A có túi. Mặc như này sẽ khỏe khoắn, trẻ trung và năng động hơn. Đương nhiên là ngoài những cách mà mình mặc cái cúc không này, phanh cúc như này, mình vẫn có thể cài cúc vào và sử dụng beo. Áo là áo dáng dài nhưng chưa phải là dáng dài gấu quần, vẫn cứ hở cái gấu quần sóc, bởi vì cái gấu quần sóc mình sẽ cắt theo kiểu nối gấu và thiên kẻ. Nhìn cái quần sóc cảm giác nó cá tính, khỏe khoắn và cách hơn một chút. Vẫn có thể sử dụng dây beo ạ. Ví dụ mình đi tiệc tùng mình muốn là nó có điểm nhấn thì mình sử dụng dây beo vào. Tuy nhiên là cái dây beo này nó là chun, cho nên là rất là dễ chịu. Chị em mình mà có đi ăn uống thì cũng cử động thở thoải mái luôn ạ. Mình luôn luôn sử dụng những dây beo chun hoặc là những dây beo có khả năng cài và điều chỉnh. Đấy. Như này là mình có thể đi tiệc rồi ạ.
trẻ trung, cá tính và năng động. Mặc dù là xét kẻ này màu tương đối trầm, nhưng màu này rất là sang và vẫn trẻ trung năng động, không hề làm cho mình cảm giác già đi khi cách mặc của mình là xét với quần short. Áo dây cổ đổ bên trong màu nude nhé, đổ màu da mọi người nhìn thấy rất là ngọt ngào đúng không ạ? Chị em mình luôn luôn lưu ý đối với vest của nhà bên thời trang thủy sẽ cái gáy này sẽ không bao giờ sát, không hề khó chịu, và cái phần cổ phía trước nó sẽ có cái độ cong nhẹ để cho chị em mình mặc vest không cảm giác cổ bị cứng mà rất là thoáng, rất là mềm. Gáy cử động cực kỳ dễ chịu và không sát gáy, cho nên là mặc vô cùng dễ chịu khi mà mặc vest, không cảm giác là cứng, không bị gò bó, không bị khuôn khổ nhé.